Hello, xin chào mọi người. Trong video clip ngày hôm nay thì My sẽ chỉ các bạn làm thế nào để có một làn da thủy tinh Hàn Quốc. Và trong cái video này thì My cũng có bị một xíu thâm mụn do đến Hán, nên là My cũng sẽ chỉ các bạn cái cách nào để My che mụn mà không làm hại da và nhìn rất là tự nhiên, không có nặng da. Hy vọng các bạn sẽ thích video này và cảm ơn Senka Việt Nam đã đồng hành cùng My trong video này. Và chúng ta hãy bắt đầu với video thôi. Và hai cái sản phẩm Senka đã gửi cho My để My thử nghiệm và review cho các bạn là hai cái này. Và cái đầu tiên là cái mask và cái thứ hai là cái sữa rửa mặt. Thì cái sữa rửa mặt này so với cái sữa rửa mặt màu xanh thì nó có chất làm trắng sáng da, nên các bạn nào mà muốn da mình đều màu hơn và trắng sáng hơn thì nên sử dụng cái sữa rửa mặt đất sét trắng. Cả hai cái sản phẩm này đều có bột tơ tằm trắng, đó là cái thành phần mà làm trắng sáng da từ tự nhiên. Và cái này thì rất là nhiều độ ẩm, nên là các bạn nếu mà xài cái này và nếu mà chỉ đi du lịch thôi và chỉ muốn mang ít sản phẩm nhất có thể thì My khuyên là mang 4 sản phẩm thôi, đó chính là nước tẩy trang, sữa rửa mặt, kem chống nắng và cái mask này. Vì cái mask này khi mà các bạn xài trong vòng 15 đến 20 phút thì tất cả những cái bước skincare tiếp theo các bạn không có cần sử dụng nữa, vì cái này đã đủ ẩm và đủ tất cả các chất dưỡng trắng cho da rồi. Khi sử dụng cái sữa rửa mặt này thì mới đầu My sẽ sử dụng cái hũ tạo bọt, thay vì làm bằng cái lưới tạo bọt thì nó mất thời gian hơn, và nếu mà các bạn chà nhiều quá thì cũng có thể gây khô tay của các bạn, nên My sử dụng cái hộp tạo bọt. Và cái này thì cũng như cái Senka kia thì My chỉ cần sử dụng khoảng từ 1cm đến 2cm kem là đã đủ cho toàn bộ gương mặt rồi, tạo ra được rất là nhiều bọt. Đối với các bạn mà da nhạy cảm thì hôm bữa có nhiều bạn hỏi My là cái độ pH của sản phẩm trước nó hơi cao, thì khi thử ra tay thì My có cảm nhận là cái thành phần cũng như cái mùi hương của cái này thì khá là giống nhau, nên đối với các bạn mà da nhạy cảm thì các bạn nên thử ở cái vùng cổ trước và vùng tai trước. Nếu mà nó không làm các bạn ngứa hay là không làm mẩn đỏ da thì các bạn hãy sử dụng cho mặt, vì như My đã nói thì độ pH của hai sản phẩm này hơi cao hơn những sữa rửa mặt kia một xíu, nhưng mà bù lại thì nó làm sạch sâu da mặt, nên là nếu mà các bạn nào mà hay make up thì sử dụng cái sữa rửa mặt này nó sẽ làm đều màu da và cũng tẩy đi những cái lớp bụi bẩn từ make up và từ môi trường rất là sâu nữa. Cấp ẩm cho da thì My sẽ sử dụng mặt nạ trong vòng 15 đến 20 phút sau khi rửa mặt xong. Sau khi đã đắp mặt nạ và rửa mặt xong rồi thì My nghĩ cái bước tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó chính là làm sao để giữ được cái độ ẩm của cái mặt nạ và cung cấp thêm độ ẩm cho nó nữa để có một cái làn da căng bóng, làn da thủy tinh. Thì tiếp theo đó My sẽ sử dụng cái milk này của Sana. Cái này thì My học từ mấy cái chị người Nhật, có My hay coi clip thì người ta cho rất là nhiều và người ta cho lên mặt như thế này, cái rất là nhẹ lên mặt thôi đó. Sau đó người ta chấm từ từ. Và nếu các bạn thấy là da cũng hơi khô rồi nhưng mà các bạn không có thích cái cảm giác mà bị dính mặt á, thì My không có thích cái cảm giác đó. Dù My rất là thích da My nhìn căng bóng nhưng mà My lại không có thích cái cảm giác bị dính mặt, nên là My sẽ sử dụng cái toner. My chấm nhẹ lên cái vùng mà ở dưới má, cái hai cái vùng mà My muốn nó căng bóng thì My sẽ không chấm. My sẽ chấm những cái vùng nào mà My hay bị dầu ở phía dưới đây. Và ở vùng trán thì My chấm xung quanh trán thôi. Tiếp theo My sẽ xài tone up cream để làm cho da nhìn nó trắng và hồng hơn. Thì My sẽ trong một xíu tay. My chỉ sử dụng tone up cream, cảm giác ở bên giữa mặt thì My sẽ sử dụng tone up cream. Dùng cái primer đều màu này. Thì cái này là của Becca. Nếu mà các bạn mà không có cái primer Becca này thì các bạn có thể xài primer nào mà màu tím cũng được. Thì cái loại Innisfree nó cũng có một cái cushion màu tím dùng cho primer rất là tốt. Sau đó thay vì foundation thì My chỉ sử dụng cushion thôi. Và cái này có lẽ nhiều bạn follow My cũng biết đây là cái cushion yêu thích của My, nên là My sẽ sử dụng cushion. Và thay vì cái bông của cái cushion thì My xài cái Beauty Blender này. Và My cũng chỉ làm vào cái vùng ở giữa và chủ yếu là ở dưới mắt, bởi vì mắt hay bị thâm. Và các bạn thấy My có một cái mấy cái sẹo mụn ở ngay cái vùng cằm này. Nếu mà các bạn muốn che phủ tự nhiên nhất thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần kem che khuyết điểm, một cái cọ tán như thế này, một cái cọ nằm bẹp như thế này, cọ bẹp như thế này. Các bạn sử dụng kem che khuyết điểm nào cũng được. Đối với các bạn mà chỉ sắp hết bị thâm mụn hay là sẹo rồi nhưng mà vẫn muốn che đi một xíu thì cũng có thể sử dụng cushion có độ che phủ cao và làm cái kỹ thuật này cũng được. Nó cũng che đi rất là nhiều. Và mi cho lên một cái cọ như thế này, nó mi chấm vào cái vùng bị mụn. Mi chấm, lúc mà mi chấm thì mi để cái cọ như là nằm ngang so với cái mụn luôn và mi chỉ tháp nhẹ thôi. Hay còn có một cách ở đây nữa. Trong vài tháng qua thì mi sử dụng, mi muốn thử nhiều skincare quá nên là da mi nó bị quá tải nên là nó đã bị nổi mụn rất là nhiều, mi rất là buồn nên bây giờ mi phải chăm da kỹ hơn. Sau khi các bạn đã kem che khuyết điểm ở trên cái mụn thì các bạn sử dụng cái cọ tán này và tán cái xung quanh của cái mụn thôi nha. Các bạn đừng tán cái phần mà bị sẹo, các bạn tán cái phần xung quanh. Tán ra ngoài là tán rất là nhẹ thôi. Các bạn sử dụng phấn, sau khi các bạn đã tán ra rồi thì mi cũng sẽ dùng cái cọ tán luôn. Các bạn cho một xíu ra cọ như thế này và chấm lên cái vùng mà các bạn vừa mới che mụn đó thì chấm nhẹ nhẹ lên thôi. Sau đó đến phần phủ phấn thì thông thường mi sẽ phủ phấn toàn bộ mặt nhưng mà mi vẫn muốn giữ cái da căng bóng và da thủy tinh như thế này nên là mi chỉ cho một xíu phấn lên thôi và cho lên cái vùng mà hay bị dầu. Nói chung là cái phần má là cái phần quan trọng và cái phần chân mày này thì mi không có phủ phấn, mi chỉ phủ phấn bên trong cái mắt thôi. Còn cái chân mày, cái phần cao nhất của cái chân mày thì mi không phủ để cho có cảm giác là mình vẫn căng bóng vào trong cái phần này. Tiếp theo thì mi sẽ đánh mắt. Phấn màu nâu mà mi thích nhất là ở trong cái bảng này và cái tông nâu mà mi thích nhất đó là mix giữa hai cái màu này với nhau. Thay vì đánh eyeliner màu đen thì mi sẽ đánh eyeliner màu nâu thì giúp mắt nhìn to hơn nhưng mà không có bị đậm quá. Và đánh cái eyeliner đi ngang. Bây giờ mi làm xong video này thì mi cũng không có đi đâu hết nên là mi chỉ cho các bạn là nếu mà các bạn muốn thì có thể chuốt mascara và bóng mi. Cái nghĩa má hồng là quan trọng nhất trong make up tại vì lúc mà đã má hồng xong thì nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi tắn hơn. Và cái má hồng mi sử dụng là má hồng này là của Mish ha. Mi thích cái má hồng này tại vì nó là dạng cushion luôn. Mi thích đánh má hồng kiểu Nhật, giống như là nó đi vào đây một xíu thì giống như là bị xỉn, kiểu tương tự so với má kia. Và sau đó đánh. Có nhiều bạn hỏi mi là đánh môi như thế nào thì trong video clip trước mi có chỉ nhưng mà cái bản màu đó thì rất khó kiếm ở Việt Nam nên là hôm nay mi sẽ chỉ một cách đánh môi mà mi hay sử dụng và hai cái màu này đều có thể mua ở Việt Nam. Thì cái đầu tiên là son tint thì mi nghĩ ai cũng có một cái son tint này rồi và cái thứ hai là cái shade này của Lancôme và cái màu mi sử dụng là màu 374 và đánh cái son này ở bên trong vòng môi. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho các bạn và các bạn cũng có thể làm làn da Hàn Quốc sáng bóng mà không sợ những cái sẹo mụn hay là sẹo thâm do mụn gây ra nữa. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong video kỳ sau nha. Bye bye.